Xin chào chị Thúy Vi. Hôm nay chị Thùy Vi và Phước Sửu có mặt tại xã Phước Kiển, Nhà Bè và giới thiệu đến quý anh chị một cái dự án rất là đẹp và một dự án gọi là rất là hot trong thời điểm này, phong chị Vi. Trong cái thời điểm mà rất là khó khăn về sổ, ra sổ hồng. Nói về pháp lý phong chị? Đúng rồi, pháp lý đang là thời điểm nhạy cảm đối với cái khu vực Nhà Bè. Nhưng mà một cái dự án này ra đúng là một tâm điểm cực kỳ là hot, đúng không Sửu? Chính xác. Thì chị Thùy Vi ơi, cho Phước Sửu hỏi là cái dự án này với cái tên gọi là gì vậy chị Thùy Vi? Dự án này là được phát triển bởi Thủ Thiêm Real với tên gọi là Sài Gòn Sao Philip. Sài Gòn Sao Philip phải không? Thì như quý vị đã thấy thì cái dự án của mình á, ngay cái đường vào nè, đã có dân cư ở hết rồi. Với cái trục đường này là 14 mét vậy ha. Trục đường 14 mét và đã có dân cư ở, rồi cây cối rồi rất là đẹp hết rồi. Thì mình hiện tại thì khúc ngoài đã bán và có sổ và mọi người đã ổn định, chỉ còn khúc trong khoảng chừng là 240 sản phẩm vậy ha. 240 sản phẩm thôi, một con số không quá nhiều. Nếu mà quý anh chị mà quan tâm đến dự án thì inbox ngay để có cái thông tin. Thì ở đây thì với rất là nhiều loại diện tích, là từ 80 mét vuông nè, 90 mét vuông, rồi có những cái căn biệt thự 200 mét vuông phải không? Và một cái điều đặc biệt giống như chị Thùy Vi và Phước Sửu khi nãy có nói đó, là pháp lý ở đây là sổ hồng sở hữu vĩnh viễn luôn. Thì khi mà quý anh chị các bạn không phải lo sợ đối với những dự án mà được Vietcombank hỗ trợ. Vietcombank là ngân hàng nhà nước cho nên là cái lãi suất cực kỳ là tốt, nhưng đối với những cái sản phẩm bất động sản mà cực kỳ chắc pháp lý thì Vietcombank mới đứng ra là bảo lãnh được. Chính xác đó chị. Chị Thùy Vi ơi, đối với cái dự án chị em mình đang đứng ở đây rồi, và cái mặt tiền mà từ đây cách ra cái dự án cách cái đường Lê Văn Lương. Đường Lê Văn Lương thì nó rất là gần phải không chị Thùy Vi? Nó cách tầm khoảng chỉ là hơn 200 mét vuông thôi phải không? 200 mét thôi phải không chị? Khoảng chừng từ chỗ Vi với Sửu đứng là khoảng 100 mét thôi. Thì cái dự án này là mình thấy là nó đã làm thành hai đợt, và nó cái đợt đầu tiên người ta bán và bây giờ người ta đã ở hết rồi. Ta đã ở đầy đủ hết rồi nè. Đường là đường 14 mét, thì trong dự án nó có đường 24 mét, đường 14 mét, đường 8 mét. Thì nhưng mà mình sau lúc nãy á, thì lát nữa á, quý vị sẽ thấy được qua cái đoạn flycam là tất cả các cái hạ tầng đều đã hoàn thiện rồi xuống ha. Chính xác. Thì như cho chị Thùy Vi và Phước Sửu đang đi dần vào dự án thì bên trong dự án thì cơ sở điện nước ở bên trong là nó âm hết luôn chị Vi. Và đường điện nước là làm rất là đẹp, và được cái là ở đây đã có vỉa hè rồi đầy đủ hết. Và đã gần như là phân lô tách thửa đầy đủ tất cả theo từng lô luôn rồi. Ngoài ra thì cái tiện ích xung quanh á, là rất là đầy đủ hết rồi. Gần chợ, gần Bách Hóa Xanh, gần điện máy xanh, rồi tất cả những cái tiện ích mà cái mật độ dân số ở đây cực kỳ là tốt rồi. Nói chung là nó đã là một cái khu hiện hữu hoàn chỉnh rồi. Đúng rồi. Và một cái điều đặc biệt là từ cái dự án này đến cái dự án GS Metro City chỉ 400 mét thôi chị. Đúng rồi. Nó kế bên cái dự án một cái đại đô thị 350 hecta của tập đoàn GS ở Hàn Quốc. Và một cái điều đặc biệt là nó cách chỉ tầm khoảng 800 là đến cái dự án La Villa và nay sao. Một dự án ngoài gọi là khác bên là bên làng đại học ABC, một khu biệt thự Thái Sơn nữa phải không? Tất cả ở đây là gần như cái khu Phước Kiển Nhà Bè này là một cái cụm, là tất cả những cái dự án rất là lớn ở đây luôn. Tập hợp hết là những cái dự án và sau này trở thành một cái khu dân cư gọi là phát triển bền vững, và nó có nâng tầm một cái những gọi là những cái cư dân về ở đây là những cái cư dân gọi là giàu có sang trọng phong chị. Đa phần là theo như mình biết á, thì sau này á, là sẽ là chuyên gia người nước ngoài nè. Tầng lớp như là những cái người đang làm việc tại chuyên gia và những cái trình độ cao đang làm việc tại khu Hiệp Phước, Phú Mỹ Hưng thì sẽ ở khu vực này. Chính xác. Còn một điều đặc biệt nữa là từ đây vị trí này di chuyển xuống cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành đó chị. Thì nó mất tầm khoảng chưa tới một cây số nữa thôi. Đúng rồi. Thì ở đây đó, cái đường đó là cái nơi để về sân bay Long Thành, và khi mà cái đường đó thông xe thì mình về cái sân bay Long Thành tầm khoảng là 25-30 phút thôi. Thì ở đây là nói như chị Thùy Vi là sẽ kết nối là những cái gọi là chuyên gia của nước ngoài nè, những tất cả những cái người gọi là sinh sống và làm việc tại Long Thành Đồng Nai cũng có thể là ở đây luôn. Và điều đặc biệt là khi mà họ làm việc ở đó và họ sinh sống và họ tận hưởng tất cả những cái tiện ích tại Thành phố Hồ Chí Minh thì rất là gần phong chị. Đặc biệt là ở đây nó cũng khá là gần cái khu khu đã phát triển rất là lâu là khu gì
khu gì Phú Sửu. À, cái khu đã phát triển rất là lâu. Phú Mỹ Hưng của mình nè. À, là Phú Mỹ Hưng không chị? Rồi, có một cái điều đặc biệt ở đây á, là với cái khu dân cư này thì nó rất là gần một cái trường quốc tế, gọi là quốc tế Mỹ, phải không chị? Hiện tại hình như là con chị Thùy Vy đang học tại đó, phải không? Đúng rồi. Một cái trường quốc tế tại Việt Nam, học tại Việt Nam, sinh sống, hoạt động tất cả tại Việt Nam, nhưng mà lấy bằng quốc tế, phải không chị? Tại vì cái đó là một cái môi trường mà đối với lại tất cả các bé học ở Việt Nam mà nói tiếng Anh như là người bản xứ luôn. Wow, quá tuyệt vời. Và một cái điều đặc biệt ở đây, từ vị trí này thì cách Phú Mỹ Hưng nó tầm khoảng hơn 10 phút thôi. Và có một cái điều đặc biệt là sau này á, thì hầm chui Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ chuẩn bị thông xe. Đúng. Thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng kẹt xe nó giảm đi. Và cái khu này là một cái khu di chuyển rất là gần, có thể là đi về quận 1 hoặc đi về những khu trung tâm, cực kỳ tiện lợi luôn. Cao tốc Bến Lức Long Thành Dầu Dây á, thì chỉ có còn một nhịp nữa thôi là ngay khúc kia, ngay khúc dưới ngay cái khúc mà bắt qua bên Cần Giờ, còn Nguyễn Văn Tạo bắt qua dự kiến là chỉ còn một nhịp nữa thôi là có thể thông xe được rồi. Thì khi mà hạ tầng là một cái là hầm chui và một cái kia là thì cái giá đất ở đây nó sẽ đẩy lên nhiều lần lắm. Đúng rồi. Với một cái mức giá ở đây là quý anh chị các bạn mà nếu mà quan tâm á, thì chỉ cần inbox cho Phước Sửu hoặc chị Thùy Vy sẽ có một mức giá rất là tốt. Và có một cái điều đặc biệt, mua mới một pháp lý sổ hồng sổ đỏ cầm tay nhưng mà vẫn được thanh toán giãn và ngân hàng hỗ trợ đến 70-75% không chị. Với một cái mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn, rất là tuyệt vời. Để sở hữu cái dự án này thì quý anh chị comment alo cho Phước Sửu và Thùy Vy để Phước Sửu và Thùy Vy là cung cấp đầy đủ cái thông tin. Đặc biệt và nếu mà quý anh chị là nhà an cư hoặc là đầu tư sinh lợi thì đây là những cái nhân viên gọi là trực tiếp sẽ là họ ngoại và ra những cái sản phẩm bán lại cho quý khách hàng một cách thanh khoản, một cách nhanh chóng luôn. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn cả nhà ở video tiếp theo thì Phước Sửu và chị Thùy Vy sẽ phân tích rõ hơn về cái dự án ha.